Ngày thứ 129. Đừng sợ. Đừng sợ, chỉ cần tin thôi. Trích Thánh Marco chương 5 câu 36. Những từ này, đừng sợ, được nói tới rất nhiều lần trong Kinh Thánh. Chúng ta nên chú ý. Nỗi sợ hãi có thể làm chúng ta tê liệt và dẫn chúng ta đến nhiều hình thức suy nghĩ và hành động dại dột. Có người vì sợ hãi mà hành động như một kẻ ngốc. Điều đó thoạt nghe có vẻ hà khắc, nhưng nếu bạn hiểu ý nghĩa của nó thì không phải vậy. Nó chỉ đơn giản có ý nghĩa là một người hành động vì sợ hãi thì không thể hành động theo lý trí. Nỗi sợ hãi gây tổn hại lớn đến khả năng gìn giữ bình tĩnh, tập trung và suy nghĩ sáng suốt. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh nói trực tiếp về điểm thiêng liêng quan trọng này. Sự sợ hãi phải nhường chỗ cho đức tin và sự phó thác nơi Thiên Chúa. Điều gì khiến bạn băn khoăn, lo lắng và sợ hãi nhất? Đó là một cuộc chiến đấu mà tất cả chúng ta phải đối phó. Không có gì xấu hổ khi thừa nhận điều này. Vậy nó là cái gì? Hãy xác định điều gì đó khiến bạn choáng ngợp nhất. Hãy tìm đến trọng tâm của cuộc chiến đấu. Chân thành đặt nỗi lo lắng và sự sợ hãi đó vào tay Chúa và tín thác. Hãy tin tưởng rằng Thiên Chúa là đấng toàn năng, người có khả năng xử trí mọi tình huống. Có thể người sẽ không thay đổi mọi thứ theo cách bạn nghĩ chúng ta nên được thay đổi, nhưng Chúa sẽ nâng đỡ gánh nặng mà bạn đang phải chịu. Giúp bạn tiến về phía trước mà không sợ có thể dễ dàng bị tê liệt và bối rối. Đừng để nỗi sợ hãi chi phối cuộc sống của bạn. Hãy tín thác vào Chúa và để sự tín thác đó biến đổi bạn. Lạy Chúa Giêsu, con muốn tín thác vào Chúa và trao phó mọi gánh nặng của con cho Chúa. Một cách đặc biệt, con xin hướng về Chúa với tất cả những sự sợ hãi và lo lắng nhất. Xin Chúa thương bước vào trong gánh nặng này của con và xin giúp con nâng nó lên bởi bàn tay dịu dàng của Chúa, thay thế nó bằng bình an và điềm tĩnh nội tâm lớn lao cho con. Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Giữa lúc nhân gian đang gồng mình chịu bao đớn đau tang thương, Ngài ơi, giữa lúc sóng gió như nhân chìm, thuyền đời con sóng xô ta tới, giữa lúc bão to như đập vui, một mình con trôi vai giữa khơi, Ngài ở đâu? Thức dậy mau, đừng để con đơn độc thương đau. Chúa vẫn ở bên con trên thuyền đời con, sao con chẳng nhận ra? Chúa vẫn ở trong con, đang khi con tìm kiếm ở đâu xa. Chúa ơi, cho con nhận ra, Ngài vẫn thức đang khi con ngủ. Vẫn lên tiếng nơi những người khổ đau, Ngài cũng có một trái tim biết đau, đau cùng con, đau cùng nhân loại, bởi Ngài là Chúa giàu lòng xót.